đúng rồi chị đang cần gấp người giúp việc theo giờ tôi làm cho về chuyện hợp đồng với chồng chị tôi sẽ suy nghĩ lại ờ à, bác muốn mỗi ngày con qua chợ bác đi chơi không sao lại chở đi chơi làm ơn cho hỏi phải số điện thoại anh hùng đúng không à? chị là ai vậy kiếm anh hùng có chuyện gì không coi như là được nửa đường rồi vậy thì từ giờ em sẽ giúp anh thích em và em với anh cùng đạt được mục đích mẹ của bạn là người ở cho nên bạn phải nghe lời mình bạn mới nói cái gì ai là người ở mẹ của bạn vì một cái hợp đồng thôi mà cả nhà họ việc gì cũng dám làm hết đó vợ ông hùng tới giúp việc cho nhà mình hồi nào tại sao anh không biết ờ à, thì giờ anh biết rồi đó thiếu gì người giúp việc mà tại sao em lại kêu vợ ông hùng tại sao em có thể lợi dụng người khác như vậy chứ anh không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào Anh đừng có dội phán xét em Chính chị ta là người tới xin làm Để em suy nghĩ lại Giúp đỡ chồng chị ta Chứ em có ép uổng ai đâu Đáng lý ra Em không nên nhận chị ta Lỡ sau này công ty mình có dịp hợp tác với ông Hùng Mà vợ Tây Hùng Lại từng giúp việc cho nhà mình Như vậy có phải khó xử cho cả đôi bên không Bây giờ anh còn dạy đời em Phải sống như thế nào nữa hả <laughs> Anh không có ý đó Thôi anh về phòng làm việc đi. Cái thằng ôn vật Vậy mà nó dám nói với mình là nó mua cái xe điện đụng thiệt Rốt cuộc nó mua cái xe đụng này nè Cái thằng này nó coi thường mình quá Ừ, đúng rồi, gọi điện Gọi điện mắng vốn nó mới được Yên hả? Sao em gọi cho anh vậy? Yên không đổi mày Tôi nè Dạ, bác hả? Con tưởng là yên bắt nhận được xe chưa nhận được rồi trời ơi mày mua cái xe nhựa mày màu bè thấy sợ luôn đó <laughs> nhưng mà không sao đâu chơi cũng sướng lắm tao chơi vậy là được rồi à, mày nè dặn nghe mày đừng có mua xe điện đụng thiệt chi cho tốn tiền tiền đó đó mày để dành mày để rồi mai mốt mày lấy vợ <laughs> Dạ, à, bác nhớ Đừng có nói với Yên là con mua nha ừ, Mà cũng đã khuya rồi Thôi, bác ngủ sớm nha Lãng nhách, tao đang chơi mà ngủ cái gì ừ, <laughs> vậy, vậy hả à, Vậy bác à, rồi, em nha rồi, rồi. Ủa? Ủa? Trời ơi Đồng nước rồi, đồng nước rồi bà con ơi Chạy đi bà con ơi, đồng nước rồi Có chuyện động gì hay rồi. gì con Hồi nãy chị ở trong gì? nhà, thấy động nước dữ lắm Gom đồ chạy <laughs> nhanh đi con Nhanh đi ba con, chạy nhanh ba đi ba con con Lẹ đi Ba ơi, ba ơi ba, ba. Ta, 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 ta. sao không Trời ơi Thì ra Động nước là do ông đó hả Ông lái xe, đụng âm âm nhà tôi vậy đó, hả Sập nhà người ta rồi đó Nhà được phá nào có sớm à Thiệt tình á Chiếc xe này ở đâu vậy ba Bí mật không ừ, nó được, tôi không cần biết, ừ. bí mật không bật bí dạ. gì hết á, ông mà phá làng phá sớm kiểu này á hả? coi chừng tôi nha. Dạ con xin lỗi. Ừ. Ý? Sao hôm nay con về sớm vậy? Dạ con để quên cái điện thoại. Ba có thấy có điện thoại con để đâu không? Chết cha điện thoại nó đây nè. Đấy nè. Trời ơi, à, thì ra là ba cầm hả? Ba à, giữ giùm con á Nhưng mà, ba đừng có phá nữa nha Ba lớn tuổi rồi, ba đâu có chơi cái này được đâu Đừng có đụng vô vách tường của người ta nữa, người ta chửi chết Ba đụng nữa hả, con giận ba luôn á Ừ, ừ, ừ ba hứa, ba hứa Thôi, bây giờ trễ rồi, con đi làm nha Ừ, à, đi làm đi À, con quên nữa Bây giờ trễ rồi, con không có điều tra được chiếc xe này của ai hết á Nhưng mà con về, chắc chắn con sẽ điều tra ra đó Ba phải nói cho con biết đó nha. Bí mật. Ba không nói cũng phải nói nữa. Thôi con đi đó. Đừng có đụng vết tường nữa nha. Nhớ nha ba. Ôi oh, 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 oh. trời ơi. Ủa tại ông này nữa rồi. Quá là ông quá sớm hoài à. Ông coi chừng tôi nha. Nhà cửa tôi mà bị cái gì á. Là ông chết cái tôi nghe chưa. Chết cha. Chết cha. Trốn trốn trốn. Trốn trốn. Mệt ghê á. Chết cha chết chứ tuổi nghe chưa chống 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 mức tuổi à ngủ chống Alo, anh nghe đi Yên. À, tôi nè. Ờ. ờ, sao hôm nay không qua chở tôi đi chơi vậy? Nè, có con Yên ở nhà đó, coi chừng nó biết đó ngang. Nhớ nha. Dạ. Ờ, à, bác, bác, alo, bác, bác còn đó không? Ý Ba lấy điện thoại con gọi lung tung cho ai vậy? Đâu có. Kìa. Đâu có. Đưa lại đây nè. con. Nè, đâu có đâu. Tay này. Tay kia nó có việc làm rồi. Làm gì? Nó mắc giữ điện thoại. <laughs> con biết bà kiếm đâu ra chiếc xe này rồi Ờ, à, ngồi đi Ủa, sao có mình mày vậy? Thuyên đâu? Mày muốn gặp bác sĩ giỏi như vợ tao Thì phải tới, xếp hàng, lấy số Để mặt bạn thân, tao mới ra đây cà phê, cà pháo với mày Mày không giúp tao, không nói sớm để tao nhờ người khác Nếu không gấp, tao đâu có nhờ tới vợ chồng của mày Cái thằng này, bữa nay mày ăn trúng thuốc súng hay sao mà căng thẳng dữ vậy? Nè, Thuyên đang đi tìm hiểu thêm còn đây là tài liệu tôi đưa cho ông đọc trước để mà tìm hiểu sơ qua bệnh của người quen ông nè trong số các loại bệnh có một triệu chứng thay ma sống cô ta triệu chứng giống như mày nghĩ vậy đó hội chứng thay ma sống là sao có nghiêm trọng không mày đây là một triệu chứng rối loạn tinh thần một số người tin rằng là họ đã chết và hành xử của họ như là họ không còn tồn tại nữa. Đây là một căn bệnh hiếm trên thế giới. Tài liệu không đề cập tới nhiều. Thuy đang đi gặp bác sĩ trường khoa để mà tìm hiểu thêm. Dù sao cũng cảm ơn vợ chồng mày nha. ủa ba? Hả? À? Ba làm cái gì vậy? Ờ. À, ờ. À, ba đọc sách nè. Rồi tối quá ba mở cửa mở cửa luôn cho nó sáng. Không có được mở cửa. Dù bất cứ thế nào, ba cũng không được mở cửa nha. Ba nghĩ giá nào cũng mở cửa. Ê, không được. Ủa, ba quên, ba là ma hả? Mà ma là không có được ra ánh sáng đâu. Ba là ma mà ba đi ra ánh sáng là hồn bay phách lạc luôn đó. Chết cha. ba quên cha cha ánh sáng nè ơi ừ. <laughs> Anh biết em đang ở trong nhà Em không ra gặp anh cũng được Nhưng phải trả lời điện thoại của anh Anh có chuyện rất quan trọng Muốn bàn với em Ý hình như là tiếng thằng Lộc á Không có Không phải tiếng Lộc Ba ba vô đó ngồi đi Ra ánh sáng là là, là chết đó à, Mà bay cũng không mở cửa nghe Ánh sáng mà vô là bay cũng là ma đó Là bay biến mất à Là tao ở một mình đó alo, anh hả? em yên nè. rồi, anh thấy đó rồi. Ê, ê. ê cái đi thôi đây. đây có cuộc gọi quan trọng mà. cái đi. Anh gì ơi Trả tôi điện thoại đi Tôi đây có cuộc gọi quan trọng mà Nguyên mày Ê, đi lại, Trả điện thoại đây thì ra hai người cùng bọn với nhau hả mày cầm cái miệng của mày lại nha mày lấy điện thoại biến còn dám tiền của yên nữa cho mày đo đường á chuyện anh yêu cầu tôi tôi không thể làm được anh có thể ra tay liền bây giờ được không <laughs> mày ngon ha tự mày mời tao đánh mày nha ừ cứ đánh đi trước giờ đánh lộn tôi hay thua lắm chuẩn bị chưa đánh đi tôi sẵn sàng rồi đó nè lẹ đi Hừ. chưa đánh rồi mẹ đã nhận thua mày có biết đánh nhau không thằng khùng đó gì đánh nhau có thắng ai đâu có sao nói vậy à thôi đến lẹ đi nè mày dẹp cái trò anh hùng rơm của mày đi nha tao nói cho mày biết chính con yên kêu tao tới đây đánh như mặt mày đó ủa anh anh gặp yên rồi hả ờ tại vì yên không chịu gặp tôi thôi bây giờ anh giúp tôi chuyển lời cho cho yên được không mày có bị khùng không hả não mày bị vô nước hả con Yên nó kêu tao tới đây để đánh mày chứng tỏ nó không thích mày mày hiểu chưa tôi biết rồi nhưng mà bây giờ anh nói với yên giùm tôi đi đưa bác trai đi khám bệnh liền khám bệnh gì thì khám cái khám khám bị khùng khám cướp không sợ mà đi sợ dáng sợ <laughs> alo alo tôi phúc đây dạ Dạ, chào chị Phúc à. Chị chạy qua bên nhà tôi liền được không? À, à, nhưng mà tôi có việc bận đột xuất rồi. Với lại hai tiếng nữa tôi mới qua nhà chị mà. Hàng xóm báo tôi là đi làm quên tắt nước. Nước tràn ra tới ngoài đường không Tôi đang bận dự một cuộc họp quan trọng. Chị làm ơn giúp tôi được không? Dạ dạ, tôi có chìa khóa. Để tôi qua liền à, dạ dạ. Mẹ à, Thành Con làm gì ở đây vậy Con Giờ này con phải đi học mới đúng chứ Con đến đây để giúp mẹ Mẹ làm việc gì, gì con Nên con nghỉ học đến đây giúp mẹ Con nói cái gì bậy bạ nha Thành Con lớn rồi con phải giúp mẹ Không được Con không được phép nghỉ học nghe rõ chưa Con không chịu Mẹ còn làm ở đây Thì con nghỉ học để phụ mẹ Con Chờ một chút Em có hẹn với ông Hùng làm lại bản báo giá đem tới cho mình coi Ông sắp tới rồi đó Tại sao em thay đổi quyết định đột ngột vậy Suy nghĩ lại thì em thấy việc mâu thuẫn với vợ con người ta Mà gạt bỏ cơ hội hợp tác Thì điều đó nó cũng không đáng Và cũng không công bằng cho cả hai bên Với lại chị Thảo và anh Hùng Cũng đã đồng ý qua nhà mình giúp việc rồi Muốn trút giận Thì em cũng đã trút giận xong rồi Vậy từ giờ Em còn giữ chị ta làm cho nhà mình nữa không Trong thời điểm hiện tại công ty đang bận rộn như vậy thì em cũng không còn cách lựa chọn nào khác chị ta cũng thông cảm và giúp đỡ em nhiều chuyện lắm tóm lại á là em đã hứa nếu như chị ta giúp việc cho nhà mình một tuần thì em sẽ xem xét lại bản hợp đồng này em đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời <laughs> vợ của anh tuyệt vời trên mọi phương diện <cười> <cười> alo tôi nghe nè chị thảo à, vậy hả cảm ơn chị nhiều nghe nếu như mà chị không tới kịp á nước tràn như vậy vừa hư hỏng đồ đạc vừa đóng tiền nước chết luôn á chị có chuyện khác muốn nói với tôi hả cái gì tại sao chị lại thay đổi như vậy vậy còn lời hứa với tôi thì sao đã hết một tuần đâu ok chị muốn nghĩ thì cứ nghĩ nhưng hậu quả thì vợ chồng chị tự gánh lấy nghe chưa alo anh hùng hả anh không cần phải tới nữa anh ơi em có chuyện này muốn nói với anh hôm nay em đi tìm việc làm nếu mà được á sau này em sẽ phụ giúp cho anh nhiều hơn cái gì vậy là cô nghĩ ngang và thằng hiếu hả em, em cũng không muốn nhưng mà sáng nay cô à. để... à. à. có biết là cô làm mất hợp đồng bên hạnh phúc của tôi được không Tại sao hứa với người ta là một tuần rồi bỏ ngang là sau? Hả? Em xin lỗi, em không biết. Nhưng thằng Thành thấy em đi làm, nó đòi nghỉ học đi phụ em. Em khuyên rồi mà nó không chịu. Thằng Thành. Thành hả? Thằng à, Thành hả? Anh! Anh ơi! À. Buông ra! Buông à. ra! cho nó khôn rồi chứ làm gì. Anh ơi! Anh ơi! Anh không được đụng đến con. Nếu hợp đồng nó quan trọng ra như vậy, em lấy lại cho anh được không? Cô làm thứ bộ hư đường Bây giờ lấy là lấy làm sao Em sẽ nghĩ cách mà Chỉ cần anh hứa đừng đánh con nữa Chuyện gì em cũng làm hết Anh à anh... Nếu cô dám hứa lại cái tôi Thì mẹ con cô đừng có trách Đánh ra <laughs> phục vụ tốt lắm bọn hai đứa nha. <laughs> dạ, nhắm cho nhanh. Chị Ngọc. Chị Ngọc. Hử? Ủa, chị nói anh Du với anh Lộc thách đấu ở đây là sao? Ờ. À, thì thách đấu để giải quyết dứt điểm chuyện của mày chứ sao. Hả? Giải quyết chuyện của em. Anh Du là dân giang hồ mà thách đấu với anh Lộc thì khác gì trứng chọi đá Hử. Bởi vậy, thằng Du á đâu có cần ra tay nó chỉ cần ra chân hả ủa mà mày làm gì mà lo lắng quá vậy à. mày lo cho thằng lộc đó hả làm gì có lo gì đâu mà lo mà chị nói ra chân là cái gì sao chị cười hôm nay anh gọi tôi tới đây thách đấu điều kiện là nếu tôi thua tôi sẽ không gặp yên nữa còn nếu tôi thắng thì sao nếu mày thắng tao tao sẽ cho hai đứa mày cặp bồ với nhau luôn không phải yên là người yêu của anh sao anh ra điều kiện như vậy anh nghĩ là tôi thua chứ gì <laughs> anh đừng có mơ dữ vậy ta nhưng bữa nay tao không đấu giỏi với mày vậy chứ anh muốn đấu gì hợp gì mà nghe có tiếng ở trong vậy dáng hư sao vậy Giò đầy nóng quá và bây giờ hôm nay đứa nào đạp nhiều dáng hơn đứa đó sẽ thắng cuộc thi bắt đầu Khoan! cái gì nữa tôi muốn đi uống nước có luôn Uống đi Cái gì trộn nhột vậy? Dán Ở đâu? Trên tay đó <cười> <cười> Chỉ là dán thôi mà bình thường <laughs> ê vậy tao phải cho thắng nha vậy là mày thua rồi nha không được tới kiếm con yên nữa nghe chưa ui <laughs> em đã đuổi tay hùng về từ giờ hai bên không đi lại với nhau Em còn tức giận cái gì Vậy còn con Em không muốn con mình phải học chung trường với con cái của những người đó Em đã quyết định rồi Hoặc là chuyển trường cho con mình Hoặc là bắt nhà trường phải đuổi học thằng nhỏ đó Em có khắc nghiệt quá không Lỗi lầm của người lớn Sao lại lôi trẻ con vào Dù chuyện gì xảy ra Cũng đừng làm ảnh hưởng tới chuyện học của tụi nhỏ Anh nghĩ dạo này em căng thẳng quá em có căng thẳng hay không á thì tự em biết anh không cần phải nghĩ em chỉ có một câu thôi em biết tự suy nghĩ anh không cần dạy em phải làm gì vậy thì anh cũng nói một câu thôi dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được làm ảnh hưởng tới việc học của mấy đứa nhỏ em mang đi dạ có chuyện gì không anh hùng ờ à, dạ à, tôi là vợ anh hùng tôi mượn điện thoại của chồng để gọi à. à dạ có chuyện gì không chị dạ liên quan tới chuyện tụi nhỏ tôi biết gần đây xảy ra không ít hiểu lầm nếu được tôi muốn gặp mọi người để giải thích rõ mọi chuyện không biết là ngày mai anh và chị có ở nhà không ạ à? dạ ngày mai chị cứ tới văn phòng gặp tôi nhưng chỉ có một mình chị gặp tôi thôi nha dạ 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 cảm ơn anh ạ à. dạ đang làm gì đó à... nhận được thư của bà con hả à... dạ không phải À, cái này là tập tài liệu của anh Lộc gửi cho em uh, về cái bệnh của ba em á. Ngoài ra ảnh còn giới thiệu cho em một ông bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng lắm để em dẫn ba em đi khám. Hay quá ha. Nó thua thằng Dung, nó hứa là sẽ không gặp mày nữa. Má cái thằng nói không biết giữ lời. À, đâu phải chị, ảnh đâu có tới tìm em đâu. Cái này ảnh uh, chuyển phát nhanh cho em mà. Nhưng mà nó làm nhiều chuyện gì mà như vậy, rồi đến khi nào mày mới quên được nó, hả? <laughs> Ê chị ngọc chị ngọc chị đi đâu vậy chị ngọc dương ủa tới đây làm gì vậy đi giải quyết dứt điểm thằng lộc giùm tôi một cái đi ủa xong hết rồi mà nó thua tôi Rồi bây giờ nó hứa là nó không gặp con Yên nữa mà Tôi nhìn mặt nó là tôi biết nó thuộc dạng giữ lời hứa mà Giữ lời cái con khỉ Mẹ nó Nó đi bằng đường bộ không được Chuyển sang đi đường bưu điện luôn rồi Vụ con nhỏ không xong Chuyển sang vụ ba của con nhỏ Bày đặt Tìm bác sĩ cho ông già tùm lum tùm la <laughs> Vậy được á Đàn ông là phải như vậy không có dễ dàng bỏ cuộc. <laughs> Nhưng mà có người thương con yên á thì cứ để nó lo cho con nhỏ, đánh đuổi làm gì? <laughs> Dù không có hiểu những thằng con nhà giàu bằng chị đâu. tụi nó có điều kiện yêu dữ dội và cũng bỏ rất nhanh. Bây giờ nó thương thì vậy thôi, đến khi nó hết thương con yên rồi, lấy cái gì để dưới chân tụi nó? Vậy cũng đúng. Giờ sao? cho nó nhự đòn là tốt nhất Nằm diện tầm vài tháng rồi đó Để nó biết cái giá khi đụng tới con Yên Vậy nó mới biết sợ mà tởn Được Nè Em photo cái này giùm anh Dạ Anh Hiếu Bây giờ em ra công trường coi bên đó thi công sao rồi anh có đi chung không? Ừ, chắc em đi trước đi. Anh hẹn phụ huynh bên trường Thần Đức rồi. Chắc khoảng 15 phút nữa xong. 15 phút hả? Em chờ được mà. Em đứng đi chờ anh nha. Ừ. <laughs> à. Dạ. Anh ơi, cho hỏi. Hôm nay tôi có hẹn giám đốc Hiếu. Bây giờ làm sao gặp được giám đốc đi ạ? À? Giám đốc Hiếu hả? Chị chờ một chút nha. Dạ. Anh Hiếu ơi! Có chị này muốn gặp anh nè. cô gọi tôi có chuyện gì không dạ chị hai chị hai hiếu phải không em là hiếu dạ chị hai em là hiếu em là hiếu thiệt rồi chị chị Mấy em đây mà bây lâu nay em cất cầu đi tìm chị mà không biết tìm chị ở đâu hết em có biết là chị cũng đi tìm em không chị đến nhà cũ của em tìm đến nhà người ta nói em chuyển nhà rồi em nhớ chị lắm chị hai chị khỏe không chị khỏe còn em dạ em khỏe chị <laughs> xin lỗi à lộc ơi dạ đây là chị hai của anh nè em chào chị Chào cậu Ê Du, anh làm gì vậy? Anh kêu mày, mày chỉ làm cái gì? Anh làm gì vậy? Chửi lời hứa với tao sao? À, anh làm gì vậy? Tôi kêu bảo vệ bắt anh bây giờ Chuyện riêng của tao nha Anh Du à, nghe tôi nói nè Nè Anh Hiếu Trời đất ơi Anh Hiếu Cậu làm cái gì vậy hả? Hiếu ơi, em có sao không Hiếu? Đưa chị coi có sao không nè Dạ Em không sao chị Nè, nè. nè. À, buông ra Buông ra Buông ra làm cái... gì? Nè, cậu có thể đụng tới tôi Nhưng không thể đụng chị hai tôi Anh Hiếu you Chị yeah, Hai, yeah. chị đừng có khóc nữa. Chị Hai, có em với thằng Du đây rồi. Chị đừng có khóc nữa, nha. Yeah. <laughs> chị biết rồi. Tại chị vui quá. Chị không ngờ là được gặp hai em trong hoàn cảnh này. Vui à. nè. Từ đó giờ em sống làm sao? Cuối cùng tại sao bị lạc vậy? Nói chị nghe coi. Hả? Phải rồi, Du. À, bây giờ em đang ở đâu? Công việc như thế nào? em có bạn gái chưa hỏi gì mà hỏi dữ vậy trời chuyện dài lắm để tôi trả lời sau, được chưa còn anh á anh làm cái em gì em sống sao hiếu ờ à. dạ cuộc sống của em thì tốt lắm em chỉ lo là lo cho thằng du kìa à đúng rồi quên nữa à, hả chị hai đưa tụi em về gặp ba với lại anh út nữa à, phải rồi chị hai Bà với út bây giờ có sống tốt không chị hai có chuyện gì hả có chuyện gì rồi à, chị xin lỗi hai em chị lại mất bé út với ba rồi cái gì à. tại sao vậy tại sao lại hất lạc ba hả thân là nào trời ơi út nó còn nhỏ quá mà dù à cái gì vậy dù cái gì sao mất lạc? À. dù em bình tĩnh đi để chị hai kể đã chị kể chuyện này cho em nghe rõ được không chị xin lỗi chị lạc mất hai người tới bây giờ chị cũng không biết hai người sống chết ra sao nữa <cười> <cười> mọi người bình tĩnh đi em tin rồi từ từ mình cũng sẽ có cách tìm được con út và ba trời ơi lại nhớ nhà nữa hả yên yên à chị tin là một ngày nào đó em sẽ tìm được gia đình của em mà em cũng hy vọng như vậy hmm. à trả lại đây <laughs> <d> <laughs> ờ. gì vậy dạ? ừ, phục vụ cho anh đi ha rồi à anh sẽ trả công cho em gấp năm gấp sáu lần giá trị sợi dây chuyền này ông có bao nhiêu tiền cũng không mua được nó đâu ừ. gì vậy dạ? giỡn thôi mà cái này y nóc mà có gì đâu dữ vậy anh bùi không phải vậy đâu dây chuyền này là kỹ vật của nó đó anh trả lại cho nó đi đưa đi nè. thái độ anh... gì vậy dạ? nói cho mày biết đi chưa từ đó đến giờ chưa có đứa nào dám có thái độ cho tao như vậy hiểu chưa ờ, anh bùi kỹ vật đúng không hữu lượm đi mày đại <laughs> ca mày thu được tiền chưa dạ rồi ừ. mua hết kẹo cho tao ủa có chuyện gì vậy ngọc ổng ừ. vừa tới gây sự với con yên đó má nè ăn nữa không đi phá phụ nữ nữa không có cần anh uh, giúp gì không em ừ dạ dạ em tìm thấy rồi cảm ơn anh chị ngọc tối nay chị cho em quá gian được không à, chết rồi tối nay chị có việc bận rồi à du chở bé em về giùm nha ok dạ em cảm ơn anh Sao mà em buồn vậy em? Cha bùi làm gì em hả? Dạ đâu có đâu Tại ông đòi lấy sợi dây chuyền kỹ vật của em thôi Cái gì? Em cũng có sợi dây chuyền kỹ vật nữa hả? Anh cũng có nè Ủa vậy hả? Ừ, em biết không? Hôm nay là một ngày duy nhất của cuộc đời anh á Vì anh đã tìm được gia đình của anh Ủa là sao? Anh bị thất lạc gia đình từ lúc còn nhỏ Hôm nay anh chỉ mới tìm được hai người thân của anh Bây giờ còn hai người nữa thôi Vậy là gia đình của anh sẽ được đoàn tụ đầy đủ luôn Ủa, Ủa, có nghĩa là anh bị thất lạc từ nhỏ Anh cũng có sợi dây chuyền kỹ vật luôn Ủa là sao, là sao, anh nói lại em nghe được không Thì là à, à, à. À. Trời cái gì vậy Đi đứng kêu gì vậy với anh Đi đứng vậy á, rồi sao Nè, anh sai sẽ anh đứng giữa đường như vậy là anh bậy đó hiểu không Tôi Thích. mày làm gì tao Đánh à, gì vậy? Thôi, thôi, bỏ đi anh, thôi bỏ đi, né qua mình đi đi anh Coi chừng à Mày làm gì à? Cái gì nữa? Thích á à. Thôi quẹo qua đây đi à. Mày muốn cái gì? À, Thích à Rồi sao? Thôi anh ơi, tụi em xin lỗi, tụi em sai Dạ, anh thông cảm cho em nha Mày dám dạ. mặt tao dạ. À. dạ, em xin lỗi Đừng để tao gặp lại mày nha mày Cảm ơn đi anh ơi mày. Dạ, em cảm ơn anh Du nhiều Ờ, à, không có gì đâu À, hay là anh Du vô nhà em uống miếng nước rồi về <laughs> Không cần Thôi em ngủ sớm đi, mai làm nữa Dạ Nha Anh mới về hả con Ủa, ở nhà em tên Hạnh hả <laughs> Dạ Ai đây À, dạ, đây là ba của em làm gì ngó tôi kỹ vậy nhìn cậu quen quen ba lượm ừ. quen lắm Hả? <laughs> anh bà nhớ mời mày 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 còn đánh lộn với thằng Hiếu không? Ừ? Trời ơi! Ba nói rồi, ba nói rồi hai đứa mày là hai anh em ruột thịt với nhau mà tại sao đánh nhau hoài vậy? Hả? À? Tại sao tụi mới đánh nhau hoài vậy hả? Trời, trời, trời ơi, trời ơi, trời ơi, con ơi là con ơi.

Bao nhiêu năm nay Ô thèm ba đất Má ơi Ôi. Ôi. <laughs> Con ơi à. Anh ơi ơi <laughs> <laughs>